Rồi xin chào anh em, chào các bác. Thì tiếp tục là em quay chi tiết về con Amly Acofy E407 full thùng xốp nha. Đầy đủ phụ kiện đẹp long lanh. Rồi thì cũng theo yêu cầu của bác khách ở Đồng Tháp nha. Thì em quay luôn chi tiết để cho bác khách xem nha. Đây là con Amly mới vừa về, đẹp long lanh. Về con này thì nó có công suất ra loa thực tế cho 8 ôm là 180W anh em nha. Đó là phiên bản nâng cấp của 406V. Rất đẹp, đầy đủ, đánh hai cầu AB ha, bát trép ba lăng, tông, lâu nét đây. Hai vi tinh chỉnh, có cổng vào ba lăng option 1, option 2. Thì đối với những cái con đời này thì option của nó là có thể gắn cạc, nhưng mà những cái cạc này bây giờ nó rất là hiếm cho nên em kiếm không ra. Thường thì chúng ta sẽ chơi Acofy ghép cùng với CD Acofy thì nó đẹp anh em nhé. Đó, về mặt mũi anh em xem nha. Quay này. Đó. Đẹp long lanh luôn. Rồi, bên hông đây, này dơ ha. Này. Dơ chút xíu em chùi nè, nè. Đó. Đây. Các chân rất cắm nha. Công suất nguồn của nó tới 410W luôn anh em. Con này công suất nguồn rất là cao. Đây là các cái trạm loa, cầu loa nó rất là to và cứng, anh em có thể gắn cầu bắp chuối ha. Cầu bắp chuối hoặc là anh em đúc bắp chuối thì chúng ta dặn lỗ ra và nhét nó vào, hoặc là càng cua thì rất là tốt nha. Đánh hai cầu. Điện 100V anh em nha. Anh em thấy các cắm của nó này. Rất là mới nha, rất là mới luôn, và nó còn một số bọc ha. Bọc đầu rất là ok. Đấy. Rồi thì nó như thế thôi, giá là 73 triệu ha. Đây, khiển riêng, dây nguồn, catalog, thùng shop, mút shop đầy đủ, áo trồng đầy đủ luôn. Không có gì để bàn cho con Amly Acofy E407 nha, 73 triệu ha. Còn bác nào muốn thích 406V thì đây 70 triệu nha. Đó. Rồi con này đánh Acofy thì anh em có thể chơi tay noi, chơi tay noi hoặc là GB thì rất là tuyệt rồi, không có gì để bàn anh em nha, rất đẹp luôn. Rồi tới đây thì em cũng xin tạm kết thúc clip nha. Và giá là 73, nếu anh em chuyển khoản đủ thì em sẽ bao ship. Còn anh em nào ship còn chuyển rút giúp em 20%, em sẽ không bao ship cho ship còn anh em nha. Dạ, xin cảm ơn rất nhiều ạ.